Xin chào mừng tất cả anh em hôm nay đã đến với kênh YouTube của Lê Khoa Audio. Khôi xin gửi lời chúc đến tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Và trong clip ngày hôm nay, Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con ông ly rất độc đáo, rất đẹp đến từ một thương hiệu của Mỹ. Đó là ở Cao Tết nha. Thì trong cái series này nó có nhiều đời. Thì đây là cái đời cuối và cái đời đẹp nhất, hay nhất về thiết kế, cũng như là được đánh giá về chất âm. Anh em nào đang có nhu cầu tìm kiếm một con ông ly cổ để đến các cái dòng loa cổ như KLHAR thì anh em cùng với Khôi mình sẽ quan tâm con này anh em nhé. Nó vừa đẹp vừa hay và có giá trị sưu tầm, và đặc biệt là các cái dòng đồ cổ thì giá lúc nào nó không rẻ. Nếu như mà so sánh với các cái đời mới Acufei, Macintosh hoặc đời nông thì nó rẻ hơn rất nhiều nha. Quan trọng nhất là cái sở thích của mọi người thôi, của anh em thôi, tiền không phải lo anh em nha. Rồi thì đây là cái con âm ly mà Khôi ship từ Mỹ về anh em, nó mới như mới luôn nè, 99% anh em nha, phải nói là 99%, còn dơ chưa chùi luôn nè, mà nó mới kinh khủng khiếp luôn. Khôi thấy quá đẹp, Khôi để vậy luôn anh em, để vậy cho anh em nào mà sưu tầm thì làm kỷ niệm anh em ha, kỷ niệm vì nó quá đẹp. Đây Khôi quay cái cho anh em xem đó. Mới ghê không, còn dính luôn, còn dính keo này. Chưa chùi luôn anh em ha, tuyệt vời. Khôi đang gắn cái cầu loa vào để Khôi test. Hai cầu mà nó mất đâu một cầu rồi á, nên gắn tạm hai sợi nha. Rồi ok, đó tuyệt vời. Nói chung là đồ đẹp kinh khủng khiếp, thì nó cũng vẫn sử dụng tất cả chức năng của một con ông ly cổ cơ bản anh em ha. Bát chép này, ba lăng này, có cái thêm cái nút level nữa anh em. Level là chỉnh tín hiệu đầu vào á nha. Ví dụ như cái CD anh em nhỏ hoặc là xài điện thoại vào nó nhỏ á, anh em có thể chỉnh nó lên nha. Rồi bên này bát chép hai tầng anh em, lép này, rai này, em thấy độc đáo không? Bát chép đó. Chỉnh bên nào thì loa bên nào chỉnh bên đó. Rồi bên này là chỉnh CT mono này, tín hiệu vào anh em. Loa mình không xài mình có thể tắt đi ha, off đó. Công tắc nguồn, cổ điện nha. Tap on, tap out này. Tap thì khi nào mình xài cassette á thì mình mới gạt qua, còn không là mình off đi nha. Rồi tuyệt vời. Nói chung là chỉ có dùng một từ là điểm đẹp sưu tầm nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra để anh em cùng xem được cái phần rút gắn bên trong nha. Khôi đã tháo cái vỏ gỗ nó ra rồi nè, kể cả nắp sắt luôn ha. Khôi quay cho anh em cùng xem. Đây là cái nắp sắt của nó nè. Mặt trong của nó có một cái miếng xốp lót ha. Rồi còn đây là về cái máy móc. Con này đẹp 99% như Khôi đã giới thiệu ban đầu anh em, chưa vệ sinh luôn, chưa chùi luôn anh em, đây này, chưa chùi luôn đó. Còn vẫn còn bụi nha, nhưng mà nó đẹp 99% và zin tuyệt đối. Anh em thấy khủng khiếp chưa, con này nó quá đỉnh, quá đẹp, không thể nào mà chê được đó. Quá đẹp. Nói chung là dòng ráp tay anh em, dòng ráp tay ha, tủ rất là to, sọ sắt RCA mị nồi, sử dụng rất nhiều cái linh kiện chân vàng anh em nè, nhìn thấy không? Toàn bộ transistor chân vàng ha, linh kiện của Mỹ, bo này bo đứng anh em, bo đứng. Chủ con máy thiết kế đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hay anh em. Còn rất là mới luôn anh em ha. Anh em nhìn nè. Còn rất là mới luôn. Tăng form mới không bị tróc ha. Đó. Dây nguồn còn mới luôn. Bây giờ Khôi tháo dây nguồn ra để cho mình xem các cái phần đây anh em. Công suất của nó, công suất điện tới 320W này anh em. Sử dụng tới 3 cái cầu chì, một cầu chì điện, hai cầu chì loa nha. Đó, nó có nhiều cái phần mà để bảo vệ cái loa. Còn bên này tín hiệu đầu vào. Dòng này thì đến đây loa này anh em. Anh em lưu ý cho Khôi ha, cái G ở giữa là chân mát và H là chân dương nha. Khi mình cắm loa vào mình lưu ý như vậy. Còn ở đây là máy móc ha, đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, rất là hay. Cái mặt của nó rất đẹp anh em ha. Còn bụi nữa nè, còn bụi nha, chưa kịp chùi đó, nhưng mà nó rất đẹp. Khỏi lấy cái khăn hơi lau cho anh em xem nha. Cái mặt này chùi đang còn bị bụi nữa nè, thấy không? Chùi ra cái là mới cáo luôn ha. Ok, con này Khôi về Khôi để nguyên như vậy luôn anh em. Từ miếng quá đẹp luôn, để nguyên cả bụi bặm mị luôn á nha. Thì cái con này ngoài việc nghe thì anh em có thể sưu tầm
đến R4, R2 rất là hay. Các dòng lá mì cổ rất là tuyệt vời ha. Có nội lực các em. Có nghĩa là nó không quá mịn nhưng mà nó có nội lực. Thì anh em thấy tủ này, tủ hàng của hàng Mallory ha. Đó, tủ của hàng Mallory chữ nội này. Đó, quay cho anh em xem kỹ. So sắc RCA chữ tròn. Đó, những cái sản phẩm này là sử dụng những cái linh kiện cao cấp nha. Các cái tủ này nè, toàn bộ nên là tủ Mỹ với tủ Đức này, tủ Mỹ với tủ Đức của hãng hãng Ruby nha. Đó, tuyệt vời. Rồi thì như anh em đã biết thì đây là những cái con hàng ship từ eBay về. Chơi bài thì chắc chắn không có nè, bởi Khôi đã chơi 10 năm rồi thì bán 10 năm rồi chưa bao giờ mà gặp trên bài có cái con này. Thì hiện tại bây giờ thì chi phí ship nó cũng hơi cao. Mua nó cũng cao, rất là nhiều người đấu đá nhau mua, nhưng mà hết đồ thì cũng phải cố gắng ship về, lợi nhuận thấp cũng được nhưng mà để có cái phục vụ cho anh em chơi ha. Rồi thì cái mức giá con này trong cái mùa Covid này thì Khôi sẽ chốt giá cho anh em để anh em sở hữu nó nha, 15 triệu 500, giá rất hợp lý cho một con âm ly mỹ cổ nha, đời Alcatraz nha. Rất là tuyệt vời. Rồi, Khôi xin phép kết thúc clip ở đây và sẽ chuyển sang cái phần test thử chất âm nha. Em ơi em.
và quên xa anh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quy tôi nào nghe thấy lạnh trong nhau